thằng Banh à? Úi giời, này, tiền lương đấy à? Định mời đằng này đi nhậu đấy à? Đây mà là lương thì đã mừng. Thế cái gì mà nhìn trong mặt khổ thế? Nhận được thư em lúc nhá anh em. Úi giời, mừng mừng tủi tủi mở ra xem. Trong thư em viết dăm ba chữ. Viết gì đấy? Anh ơi, tuần sau nó cưới em. Trời ơi. Này, bình tĩnh. Mọi sự vẫn còn đó, bình tĩnh. Không được buồn nhé. Cho xin hớp nước đi. Ừ, uống nước đi. Ui dồi, háo nước thế. Ông thấy không? Ừ. Tôi sầu đời cho tôi uống nước như là uống rượu ấy. Nước non nặng một lời thề. Ui dồi. Nước đi mãi không về cùng non. Đau lòng lắm ông ạ. Ôi Bách ơi, Bách bình tĩnh đi. Đừng tỏ ra yếu đuối để thằng khác thương hại, mà phải tỏ ra lợi hại để chúng nó không coi thường. Tôi nói thật là tôi cũng mạnh mẽ lắm chứ. Ừ, mạnh mẽ lên. Thế nhưng mà chỉ sơ sẩy một giây thôi. Một giây là à? Tôi bị cướp trên giàn bước. Đau lòng cứ chứ lì. Đúng là tình mình đẹp như dây đàn, tình đang dang dở thì đàn đứt dây. Đứt dây này ta thay dây khác. Mất em rồi thì anh lác đác tay ai. Còn ông như thế thì có đau không cơ chứ. Ông có biết không? Ừ. Ngày mới yêu nhau, ừ, nàng hứa với tôi rằng thì là mà. Thì là mà làm sao? Trái tim em chỉ một lần mở cửa, đón anh vào rồi đóng lại ngàn năm. Nhưng lần đấy anh quên không đóng cửa. Anh vào rồi thằng khác cũng vào theo. Ông ơi, ông đừng xoáy vào nỗi đau của tôi nữa. Ôi, đi. Thôi. Tôi đã đủ đau lòng lắm rồi, ông có biết không? Một tuần nữa thôi là... Một tuần? Ừ, một tuần. Một tuần à? Ừ. Đúng rồi. Một tuần nữa vẫn còn kịp. Tôi phải đi tìm nó ngay. Ôi, Bách ơi, ông đừng, ông định đi đâu, làm gì? Ông ơi, còn những một tuần nữa, ván chưa đóng thuyền, tôi tìm nó may chăng vẫn còn kịp mà. Ui dồi, ông ơi, tôi nói thật với ông nhá, bây giờ ván nó đã đóng thuyền rồi, ông đừng có liều lĩnh như thế. Ông nhìn người ông này, cao 1m73, nặng có mỗi 58kg, đề nghị ăn bồi dưỡng thêm. Còn nó nhá, cao 1m94, nặng 94kg, đề nghị luôn luôn giữ sức khỏe, tức là sức khỏe của nó luôn có thừa. Đấy, nó mà tát ông một phát nhá, mặt quay như cái đĩa hát luôn. Đĩa hát này sầu tím thiệp hồng nhưng mà xem. Không, ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Có đánh đấm gì đâu. Chả là thế này, còn một tuần nữa chúng nó mới cưới. Có khi chúng nó chưa kịp mua nhẫn cưới, tìm nó để xin nó mua hộ mình lại cái nhẫn này. Có khi lại gỡ gạc được một tí không ạ? Trời ơi, thế mà tôi tưởng ông ghê gớm thế nào. Nhanh lên mình. Thế nào, hôm nay mình thấy anh đánh tennis hay không? À, em thích mấy cái quả đoa của anh ấy. À, mấy quả đoa dọc dây đấy. Chuyện. À, chào chú ạ. Chào hai cháu. Dạ. Đi chơi về hả? Dạ vâng. Dạ. Này, nhìn thấy các cháu nhí nhà nhí nhảnh cứ như là vợ chồng son rỗi ấy. Dạ vâng. Có con có cái được như thế này là hiếm lắm đấy. Dạ vâng. Thế con bé con gửi ai? À, bé nhà cháu thì để ô xin nó trông thôi. Hả? Đã thuê được ô xin rồi à? Dạ vâng. Có tốt không? Ôi dồi, quá tốt luôn. Ừ, thế à? Dạ. Này, từ hồi chú làm tổ trưởng tổ dân phố, dạ, quản lý cái khu chung cư này, dạ, gần như ngày nào cũng có hộ gia đình xuống kêu ca cằn nhằn về ô xin, rồi lại bỏ đi mất. À. Đấy, cứ thuê qua trung tâm, xong rồi mất phần trăm cái môi giới việc làm. Vâng. Thế nó chỉ được 5 bữa nửa tháng thôi. Đứa thì ngủ rồi xem TV, đứa thì đại loại là chảnh mảng lắm. Ôi trời ơi. Cứ bỏ đi suốt ấy. Vợ chồng cháu là chọn lựa kỹ càng rồi, bảo đảm tuyệt đối luôn. Dạ, nhà nào hồi đầu mà chả nói thế. Ok. Chỉ được dăm bữa nửa tháng thôi. Trời ơi, thế là chú không biết thôi, giúp việc nhà cháu chuẩn chỉnh luôn. À thế à? Trung thực, thật thà, thẳng thắn, yêu thương nhau lắm. nhưng mà mỗi tội là vui quá. Vui quá. Dạ vâng. Dạ vâng. Chung... quá thì nhà không. Chú còn đang muốn vui. Cái gì vui cũng được nhưng mà có cái từ quá là nó không được ổn cho lắm. Dạ vâng, đúng rồi. À thôi. Mình ơi, thôi mình về đi. Kẻo nó lại xét tép mấy cả mắng nhẹ mình chết. Này, sao? Dạ. Các cháu bảo cái gì?
Thôi vợ vợ chồng cháu về. Đi chậm về ô xin nó mắng nhẹ. À, dạ, ôi thôi cháu phải về trước nhá. Cháu, cháu xin phép chú ạ. Ô xin. Mình lại mắng nhẹ. Này 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 này. Này. Ô xin. Sao thế? Có chuyện gì đây? Chia tay rồi. Rồi 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 rồi. Cứ tưởng chuyện gì? Đấy chỉ là phim thôi, không có vấn đề gì đâu em. Thế mà không khóc. Nhưng mà hai người đấy họ yêu nhau lắm. Chia tay thế này là em không chịu được. Rồi rồi, rồi anh hiểu rồi. Thôi thôi thôi, tốt nhất là tắt đi là xong nhá. Tắt. Không được. Rồi 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 thôi thôi, trật tự rồi lúc khác xem phim nhá. Này, anh chị bảo này, mấy hôm nữa anh chị đi công tác, ở nhà cô cố gắng giúp anh chị dọn dẹp nhà cửa, rồi cho cu bin ăn uống đầy đủ giúp anh chị nhá. Trời ơi, đàn đúng cái nói sổ tuẹt ra, để còn đi công tác nữa. Rất hiểu rồi. Đấy, đấy anh xem, sao lại cãi như thế à? Thôi. Mình ơi, thôi, xin mình nhá, 9 bỏ là 10. Nhưng mà nó cứ cãi em thì ức lắm. Anh biết rồi, mà cái con này nó bị hâm nó mới đi làm ô xin, em hiểu chưa? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Nhưng con này nó hâm nhưng mà nó được cái là nó dọn dẹp nhà cửa mình, nó sạch sẽ, đàng hoàng. Mà nó cho cu bin đây, em nhìn cu bin lớn nhanh như thổi, thế còn gì nữa. Thôi anh xin mình nhá. Cái bát nhá. Cái bát nhá. Bát gì? Cái bát làm sao? Ai cho chị rửa cái bát hả? Ôi dồi ôi. Ôi sởi luôn. Cứ tưởng cái việc gì? Thì chị ăn xong chị tiện tay chị rửa. Cô làm cái gì mà ghê thế? Vớ vẩn. Dọn dẹp nhà cửa trong cái nhà này là trách nhiệm của ai? Hả? Của tôi nhá. Mà anh chị dọn dẹp như thế không khác gì gạt bỏ trách nhiệm của tôi không? Thôi anh thành thật là xin lỗi cô xin. Vợ chồng anh sẽ gọi nghiêm khắc kiểm điểm nhá. Tự phê bình và phê bình. Rồi anh xin lỗi nhá. Nhớ. Ui. Đấy. Anh xem. Anh làm sao chịu nổi con này nữa? Anh biết rồi, mình nhẫn nhịn nó thêm một thời gian nữa đi nhá. Anh xin mình đấy. Yên tâm đi. Rồi con này nó kiểu gì mà nó hâm hâm như thế. Có đời nào nó lấy được chồng. Cái gì nữa? Cái dép. Tại sao mà dép ở cái chỗ để dép lại lộn xộn như vậy hả? Tại sao? Ôi dồi ôi, tưởng chuyện gì. Thì tại vì cô sắp xếp với cả sạch sẽ quá nên là tôi mới soạn lại ra. Mới tìm được dép chứ. Vớ vẩn nhá. Không có nói như thế nhá. Thế mà anh động vào dép và động vào bát của tôi làm gì? Quá, tức là như thế này, chị nhà là chị tìm đôi dép, tức là chị không tìm được, tức là tiện tay chị nhìn thấy mấy cái bát nó bị bẩn, tức là chị rửa. Thôi anh chị là lần này là sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ dám động những cái công việc của cô xin nữa nhá. Còn bây giờ thì xin cô là hết sức bình tĩnh nhá. Thôi cô vào làm việc gì là làm đi. Để... Đấy. Ôi anh lạy mình, anh lạy cả mình luôn đấy mình. Anh đã bảo mình bao nhiêu lần rồi, cố gắng em không thể chịu được nó luôn. Này, nghe anh nói. Mình phải hiểu là như thế này này. Mấy hôm nữa là vợ chồng mình đi du lịch, đúng không? Thế thì cái nhà cửa này nếu mà không có nó giúp việc, không có nó dọn dẹp, rồi cu bin, không có nó mà cho ăn thì ai vào nữa? Em biết là thế rồi nhưng mà nó yên cứ cãi chả... Anh tính hết rồi nhé. Đợt tới vợ chồng mình đi du lịch về một phát, anh đuổi cổ nó luôn. Anh kiếm đứa giúp việc khác. Đúng rồi. Cái gì cơ? Tôi vừa nghe thấy cái gì nhỉ? Không, anh có nói gì đâu. Này, không phải chờ đến ngày đấy mà đuổi nhá. Đây nghỉ việc luôn. Về quê. Okay, khoan, không, nhưng mà... Cô xin, anh bảo đây. Ôi giời. Anh ở nhà à? Sao hôm nay lại mua cả cơm về nhà ăn này? Mà hôm anh hay ra quán ăn mà. Tôi ngồi lù lù một đống như này cô không nhìn thấy. Cô vào có quán, ôi trời ơi. Chọc cả cái đũa mồm này. Có sao không? Xem nào. Trời ơi, ai bảo bằng này tuổi rồi vẫn còn F3. Cô không thương anh cô thì thôi, cô lại còn rỉa giói. Cô đi cô không về, để anh cô phải ăn cơm rang. Mà lại còn hỏi nè. Tôi thì số tôi khổ, cơm đường cháo chợ, vợ thì chưa có, chó là chưa nuôi. Đúng là số khổ. Sao thế? Cái ví nó có tội gì mà cứ giật nó?
đứt cho lại mua cái mới à? Hả? Con này, ngẩng ngẩng cái mắt lên rồi. Làm sao mà mặt lại sưng như là cái bánh đa ngâm nước đấy kia hả? Này, mắt này có phải mọng nhỉ? Lại đi thẩm mỹ viện à? Hả? Không. Cấm nhá, cấm thẩm mỹ viện nhá. À, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Lại khóc à? Giọt nước mắt của tình yêu à, đúng không? À, thất tình à? Không phải là thất tình. Mà mới chia tay người yêu. Chia tay với người yêu thì chắc là nó khác nhau nhiều nhỉ. Thôi, không phải khóc. Tôi là anh cô nhá. Tôi hiểu cô từ chân tơ kẽ tóc nhá. Cho nên là chỉ cần nhìn thoáng qua mặt cô cái thôi là tôi biết ngay là cô đang nghĩ cái gì, cô đang muốn gì và cô định làm cái gì nhá. Hãm. Hỗn. Bảo ai hãm? Không. Em bảo cái lão tếu người yêu em ấy. Thế thì được. Nhưng mà này, tôi nói cho cô biết chứ, khách quan mà nói, tôi không biết lý do vì đâu, nhưng mà cô bỏ thằng tếu như thế là hơi phí đấy nhá. Thứ nhất là thằng ấy nó đẹp trai, con nhà gia giáo, lại có điều kiện, học hành tử tế, đường quan lộ là rất phát triển nhá. Mà cô phải biết rằng các cụ ngày xưa nói rằng gì? Ruộng đồng thẳng cánh cò bay, nhưng mà đất nhà nó nhá, bây giờ anh em mình đi bộ ấy, còn mỏi cả chân cơ, cố gắng mà giữ. Em chẳng quan tâm. Mà anh biết hôm nay xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì? Nói thật là giờ em mới biết thằng đấy rất là hãm. Này này này, hỗn hỗn hỗn, hỗn nhá. Không bao giờ được gọi người yêu là thằng, là nó, hiểu chưa? Thì anh ấy rất là hãm. Được rồi, nói tiếp đi. Hai đứa rủ nhau đi cà phê nhà vườn. Không gian rất là lãng mạn nhá. Hoa hồng thì đua nhau khoe sắc. Em thì miệt mài nói về kế hoạch tương lai của hai đứa sau khi cưới. Tốt. Thế anh biết điều gì không? Điều gì? Em quay ra thì hắn chẳng nghe em gì cả. Mà hắn đang ngắm con chân dài của bạn bên cạnh. Tốt, tốt, được đấy. Tốt, tốt, tốt. Nó giống anh. Thế cô chưa nghe bài đàn ông là thế à? Hả? Đàn ông là thế, chính vì thế em mới cho nó cái ghế. Hộp quá, hộp quá. Này, tôi nói thật cho cô biết nhá. Ở cương vị tôi thì thằng tẹo nó bỏ cô là đúng ấy nhá. Em làm sao ấy? Có mỗi một đứa em gái không bênh thì bênh người dưng nước lã. Ôi trời ơi, khổ thân. Thằng bé nó ngắm một tí mà mắng nó sơi sơi thế thì làm gì mà nó chả bỏ về. Nó chả bỏ nhau. Nó ngắm thì đã đành. Đằng này nó dám quay lại nó bảo với em là bây giờ anh mới thấy rằng là cái vòng eo bánh mì của em anh không thể nào chấp nhận được. Cô, chuẩn. Thằng này nói đúng. Thằng này thật thà, đức tính là rất đáng khen ngợi đấy. Anh làm sao đấy? Sao? Anh hỏi em nhé. Em có hay soi gương không? Có. Em có thấy mình xấu không? Có. Phải thừa nhận khuyết điểm của mình nhá. Biết khuyết điểm thì mới sửa được. Tốt nhất ý là chịu khó soi gương, biết mình xấu, mình sửa. Thôi được rồi, riêng vụ này nhá, vì cô, anh sẽ đầu tư cho cô vụ này đến nơi đến chốn. Anh sẽ đưa cô đến trung tâm thể dục thể thao, gọi là thể dục thẩm mỹ nhá. Nhưng tốn tiền lắm đấy. Tốn tiền anh cũng đầu tư, miễn làm sao mà cô phải bỏ được cái vòng eo bánh mì và có một thân hình nhỏ gọn vòng eo 5-6 trong một thời gian ngắn nhất, được chưa? Thật nha. Cảm ơn anh trai của em. Hôn 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 hôn. À không, cái này thì được. Alo anh à? À. Em vẫn đang tập rất là chăm chỉ nhá. À, cố gắng tập nhá. Vâng ạ, à, anh cứ yên tâm đi công tác nhá. Rồi rồi. Cái gì thế này? À, sao em bảo anh đi công tác? À, rõ ràng là tôi đi công tác. Nhưng mà tôi quên tài liệu, tôi quay về nhà của tôi lấy.
Ôi dồi ôi, hóa ra là 2 năm rõ 10 nhá hả? Thế nếu như tôi không về thì cô định lừa tôi đến bao giờ hả? Có phải em mấy tháng vừa rồi em không tập đâu Hôm nay em mới nghỉ một buổi thôi. Thế tôi đầu tư cho cô một đống tiền, mua cho cô một đống thẻ. Thế để bây giờ là cô bảo là em đang tập đây, anh yên tâm đi công tác nhé. Thế về nhà thì cô đang ngồi như này hả? Anh, em chính thức tuyên bố nhá, mình dẹp cái chiến dịch vòng eo 56 đấy đi. Cái gì? Dẹp chiến dịch vòng eo 56 đi à? Này, thế tức là cô chịu thua à? Hả? Cô hai tay dâng hiến tình yêu của mình cho cái bọn vòng eo 56 à? Hả? Anh nghĩ em gái của anh mà chịu thua mấy cái con hở rốn đấy à? Bây giờ nhá, vòng eo của em càng to thì anh Phêu sẽ càng yêu em và càng hạnh phúc. Tức là như thế nào? Tức là em có bầu rồi. Đến rồi, đâu? Nhìn thấy chưa? Nàng đang đến. Ui ui, nàng đấy á? Thanh Bi đấy, mới chuyển về khu nhà mình đấy. Thanh Bi mà ông nói đấy á? Ôi trời ơi, ngon ngoạn nó gọi là thôi rồi. Ôi, nhìn cái quả chân trắng chưa kìa. Ôi đúng là ngon từ thịt mà ngọt từ xương, dễ thương thì cả tính cách nữa. Không phải thằng em nó hồi nách. Cái mồm mày hồi. Hồi thì mày lượn đi, để tao. Nhìn này. Mồm hồi, tôi có thương hiệu gì? Đi. Em bị rơi tiền này. Dạ, chắc là không phải tiền của em đâu anh ạ. Không phải tiền của em à? Dạ vâng ạ. Thế chắc là tiền của anh. anh bảo này, em có thể cho anh được làm quen với em được không? Làm quen đấy ạ? Ừ. Dạ, nhưng mà em nhìn anh trông đẹp trai như này chắc là có vợ rồi ạ. Không. Ngại lắm. Anh xin tự giới thiệu với em, anh là Tuấn, tuổi Tuất. Hiện vẫn độc thân và 300 tuổi, 30 tuổi. Dạ nhưng em ngại vợ anh lắm ạ. Hả? Ủa quá, anh xin chốt lại với em một câu cuối nhá. Anh tên là Tuấn, tuổi Tuất, hiện vẫn độc thân, 30 tuổi. Tin chưa? Nhưng mà... Em cho anh xin số điện thoại của em được không? Để hôm nào mà rảnh rỗi thì anh mời em đi uống cà phê rồi anh em mình giao lưu rồi tìm hiểu sâu về nhau. Dạ, nhưng mà em gửi anh. Thanh Bi khiến anh bất ngờ nhiều quá. Nhưng mà sao anh lại biết tên em ạ? Thật ra thì nếu mà quan tâm đến nhau thì sẽ còn nhiều điều bất ngờ về nhau đấy. Dạ vâng. Thế thôi, em xin phép đi trước ạ. Thế thôi, Thanh Bi lại nhà nhá. Lại công viên nhá. Dạ. Bác đây, hình như nhà em hướng này hay sao ấy? Đã bảo bất ngờ mà. Ông Đức ơi! Dạ. Ở nhà cắn cho tôi này Tôm. Dạ. Tôi xuống dưới chậu mua thức ăn lên nấu cho. Mình cứ để cơm nước là để anh nấu cho nhá. Thôi nhá. Dạ. Ông mà nấu thì ai mà ăn được. Để tôi xuống tôi mua đồ ăn nấu. Tôi quen rồi. Dạ vâng ạ. Nhớ làm đấy. Xem nào. Ui giời, kiểu lạnh thì trao tí thức ăn này cho mình. Bửa bộ quá thì mất gì. Cái gì đấy? Thanh Bi, sao em ở đây? Thì cửa nhà anh có khóa đâu mà em không vào được. Thế à? Nhưng mà tại sao em lại đến thăm anh đường đột này? Dạ, bất ngờ. Mà cái ghế này để làm gì nhỉ? Ghế này để ngồi mà. Đây. Anh mời em ngồi xuống. Dạ. Em uống nước nhá. Dạ. Em uống nước đi. Dạ. Thế tại sao em lại biết nhà anh ở đây mà em đến? Dạ, thì người ta để ý quan tâm nhau thì muốn tạo cho nhau nhiều điều bất ngờ ấy mà. Em làm em bất ngờ quá, vã hết cả mồ hôi. Dạ. Nhưng mà em đến hôm nay là có việc gì không?
Dạ em lại muốn tạo cho anh một bất ngờ nữa ấy mà. Sao lắm bất ngờ nhỉ? Tại vì hôm nay em đã lỡ đặt bàn tại một nhà hàng Pháp. Em muốn tạo cho chúng mình một buổi gặp đầu tiên tại một nhà hàng lãng mạn. Nhưng mà anh tưởng là mình hẹn nhau là tối thứ bảy cơ mà, sao lại tối nay? À, nhưng mà tối nay không được hả anh? À không, à, thì, à, không cũng được. À, nhưng mà không phải. À. Vấn đề nó là như thế này. Dạ. Căn bản là mẹ của anh. Dạ. Mẹ của anh lại vừa ở bển về. Ôi trời ơi, hay quá. Anh mời mẹ anh đi chung cùng chúng mình luôn. Không, mẹ anh này, căn bản là mẹ anh này rất là khó tính, không thích đi ăn ở ngoài nhà hàng. À. Mà mẹ anh thích ăn những cái món ăn truyền thống mà tự tay mẹ anh nấu cơ. Thế cho nên là khéo là phải hôm khác mình ngồi với nhau nhá. Được. Thế thì tiếc quá nhở. Làm thế không được anh ạ. Sao? Tại vì em đã chót đặt cọc nhà hàng 2 triệu tiền đặt cọc rồi. Nên là bây giờ hủy thì không được anh ạ. Đặt cọc 2 triệu á? Dạ vâng ạ. À đây, anh bảo này. Dạ. 2 triệu thì đơn giản, đối với anh tiền nong là không phải vấn đề nhá. Vấn đề là bao nhiêu tiền thôi. Bây giờ đây, em cầm hộ anh 2 triệu này, em đến em thanh toán cho nhà hàng nhá. Rồi hôm khác anh sẽ bù lại cho em. Anh sẽ mời em đi ăn một nhà hàng khác sang trọng, lãng mạn hơn, được không? Nhưng mà em ngại lắm ạ. Không có gì phải ngại. Ngại lắm ạ. Không nhá. Thế thì thôi, hay là hôm khác mình gặp nhau nhá. Nhưng mà em chào mẹ anh một câu đã. À thôi, mẹ anh đang ngủ, không cần phải chào đâu nhá. Em về thì hôm khác mình gặp nhau. Nhưng mà em quan tâm anh, muốn dành cho anh điều bất ngờ. Rồi anh biết bất ngờ rồi, nhanh mẹ anh về. Anh nhầm, mẹ anh ngủ dậy nhá. Anh chào em. Hết hồn. May mà mình nhanh trí. Khôn lắm, đồ ngu ạ. Chưa vợ à? Phục vụ đâu nhỉ? Phục vụ dạ, dạ. Kính chào quý khách ạ, menu ạ. Tôi không cần menu. Em dạ. Cho anh hỏi là hôm nay nhà hàng mình có những cái món gì là ngon nhất nhỉ? Nhà hàng mình ạ. Anh an tâm, nhà hàng em thì những món trên biển, dưới trời, gì, món gì cũng có. Trên biển, dưới trời, sai cái gì nhỉ? Ý em là những món ăn trên biển quảng cáo nhà em, món gì cũng có ạ. Dạ. Thế nhà mình hôm nay có cua không? Cua ạ? Ủa ôi, cua thì em sẽ bảo nhân viên vào tận hang để bắt, chế biến cho anh ăn ạ. Ủa, vào tận hang cơ? Dạ vâng. Hay quá nhỉ, thế nhà mình có gà không? Gà, riêng gà là món đặc sản của nhà em luôn ạ. Món gà chạy đồi anh ạ. Gà chạy đồi là như nào? Gà chạy đồi là khi ăn á, anh nhớ để ý dưới chân, nó có tung tơ mét luôn đấy anh ạ. Gà có gắn tung tơ mét á? Dạ vâng ạ. Hay quá nhỉ. Dạ. Thôi rồi, như này. Thế thì em cho anh một con gà trống, nhưng mà phải thiến nhá. Khoảng tầm 3-4 cân cũng được. Thế xong đấy rồi em vặt lông rồi làm thịt ngay tại bàn này để anh chứng kiến nhá. Rồi dạ. Nếu mà khách hàng người ta yêu cầu thì đem phục vụ cho người ta. Còn nước dùng thì làm cho anh bát súp ngô. Thế là anh ăn món gì ạ? Thật ra thì mới nay bụng dạ anh hơi yếu nên là anh chỉ ăn súp ngô thôi nhá. Dạ, vâng ạ. Anh cảm ơn nhá. Anh gọi em ạ? Là anh nhờ tí. Dạ. Anh hỏi này, thế con gà nhà mình nó có tươi không? Đương nhiên là gà em phải tươi chứ ạ, 100% tươi rồi giói luôn anh ạ. Tươi giói luôn ạ? Vâng. Thế thì em nếm thử bát súp này hộ anh cái. Nhưng mà sao lại phải nếm thử hả anh? Thì anh bảo em nếm, em cứ nếm đi. Anh ơi, nhưng mà nguyên tắc cái nhân viên nhà hàng em là không được nếm thử các món ăn của khách hàng anh ạ. Cô buồn cười nhỉ? Thế bây giờ tôi là khách, là thượng đế, thì tôi yêu cầu cô nếm thử, cô không nếm à? Dạ. Thế tóm lại bây giờ tôi bảo cô nếm thử, cô có nếm không? Nhưng mà có vấn đề gì hả anh? Thôi, không nói nhiều. Dạ. Cô không nếm thì cô gọi đầu bếp ra tôi nói chuyện. Đầu bếp nhà em vừa ra ngoài rồi anh ạ. Còn ai? Quản lý thôi anh ạ. Gọi quản lý ra đây. Dạ vâng ạ. Dạ, chào anh ạ. Vâng, chào anh. Xin phép cho hỏi là anh có kiến nghị gì với cả nhà hàng ạ? Anh là quản lý ở đây đấy ạ? Dạ vâng ạ. Mời anh ngồi. Ừ.
Dạ, anh có kiến nghị gì thì anh cứ nói thẳng với tôi ạ. À, tôi thấy bát súp này là hoàn toàn là bình thường đấy chị ạ. À, có vấn đề gì không ạ? Thế này ạ. Lúc nãy cái bạn nhân viên kia kìa. Dạ vâng. Tôi đã dùng tất cả những cái ngôn ngữ đơn giản nhất của tôi rồi. Toàn là ngôn ngữ thuần Việt cả, tôi nói tiếng Việt thế mà bạn không hiểu. À thế ạ. Thế bây giờ gặp anh thì tôi cố gắng tôi dùng cái ngôn ngữ về hình thể, anh cũng không hiểu. Thế bây anh muốn tôi phải sống sao? Xin phép anh thế này ạ. Thực ra anh có kiến nghị gì với nhà hàng thì anh cứ nói ngắn gọn. Tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu của anh ạ. Ok, thôi rồi. Lần cuối nhá, tôi cố gắng nói một cách đơn giản nhất nhá, để anh hiểu nhá. Vâng. Anh nếm cái bát súp này hộ tôi cái. Ý anh nói là tôi nếm bát súp này ạ. Đúng rồi. Dạ, thưa anh thế này ạ. Về quy định của nhà hàng thì tất cả nhân viên cũng như phục vụ không được phép nếm đồ ăn của khách ạ. À, thế yeah. Quy định à? Dạ vâng ạ. Tôi bây giờ tôi là thượng đế, tôi thích phá vỡ mọi quy định nhé. Tôi muốn anh nếm thử tôi cái bát súp này. Nói thật với anh là nhà hàng của chúng tôi thì đầu bếp rất là tốt. Có thể nấu được món châu Âu này, châu Á này, châu Phi này, châu Mỹ này, Nhật ạ. Tôi bảo ông cứ nếm đi. Dạ khổ quá, nếu như mà tôi thấy cái bát súp này rất tôi là... Tôi bảo là ông cứ nếm đi. Nhưng bát súp này tôi thấy là hoàn toàn bình thường ạ. Ông cứ nếm thử một lần cho tôi đi. Khổ quá, nhưng mà yêu cầu dạ quy định của nhà hàng là chúng tôi không được nếm. Thôi, tóm lại là tôi cần một cái thìa. Anh cần một cái thìa? À. Tôi sẽ có ngay ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.